Hello. Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Vâng, thưa quý vị, ở những video trước, tôi đã chia sẻ với quý vị cách để cài đặt và tạo cái ví Son tại địa chỉ sonet.io. Rồi, thì tiếp theo video này, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để rút cái token là Son từ sàn Binance về cái ví solet.io. Thì đây là một cái ví phi tập trung, nó chạy trên trình duyệt web. Quý vị có thể sử dụng điện thoại smartphone hoặc sử dụng máy tính đều có thể được. Thì quý vị hãy vào địa chỉ solet.io này và quý vị đồng bộ cái private key mà quý vị đã đăng ký, đã cài đặt cái ví này để vào cái địa chỉ ví của quý vị. Ok chưa? Thì đây nó là một cái blockchain được đánh giá có thể cạnh tranh với lại cái blockchain của Binance Smart Chain BEP20. Thì hiện tại quý vị có thể rút cái token là Son từ sàn Binance. Và sàn Binance hiện tại đến thời điểm này, họ đã hỗ trợ cái cổng nạp rút Son trên cái network Son. Còn quý vị muốn nạp rút các token khác như là USDC hay là USDT thì quý vị phải sử dụng cái sàn FTX. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái sàn FTX là cái sàn hỗ trợ rất nhiều các token chạy trên cái network Son. Ok, thì bây giờ KTV sẽ vào cái ví Solet này và lấy cái địa chỉ đó, chọn resay này. Ok, KTV sẽ copy cái địa chỉ ví này. Rồi, đã copy. Bây giờ tôi sẽ vào cái sàn Binance. Thì quý vị có thể mua cái token Son từ trên sàn Binance và rút về. Đó, ví dụ ở đây tôi đã có cái Son này rồi. Tôi sẽ chọn Son này và chọn vào rút tiền này. Rồi, ở cái ô địa chỉ tôi sẽ dán cái địa chỉ vừa copy vào đây. Ok chưa? Mạng lưới tôi sẽ để nguyên là mạng lưới Son. Rồi, tôi sẽ nhập cái số lượng và cái ô số tiền rút này. Đó. Và phí ở thời điểm hiện tại là 0.01 Son. Rồi, quý vị phải để ý chính xác là xem là cái địa chỉ mà quý vị đã copy, kiểm tra xem là chính xác chưa. Bởi vì có những trường hợp mà quý vị bị dính cái virus ở trên máy thì virus sẽ thay đổi cái địa chỉ này và quý vị sẽ bị mất tiền, mất coin. Ok, sau khi kiểm tra chính xác, tôi sẽ chọn vào root này. Rồi ở bước này tôi sẽ nhập cái mật khẩu để xác nhận. Rồi, nhập xong mật khẩu, tôi sẽ chọn vào xác nhận này. Ok, quý vị hãy chờ hệ thống blockchain họ xác nhận. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái ví Son và chờ xem nào. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể vào cái địa chỉ sonscan.io để kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Và tôi sẽ dán cái địa chỉ ví vào cái ô tìm kiếm này. Rồi, tôi sẽ chọn tìm kiếm này.
chưa có thông báo. Quý vị hãy chờ thêm. Quý vị có thể chờ từ khoảng 1 đến 3 phút. Rồi, tôi sẽ quay trở lại cái sàn và tôi kiểm tra lại cái số dư ở bên này. Rồi, đó. Chưa đến 1 phút đâu. Ok, đó, quý vị thấy chưa? Thì tôi vừa rút một son về. Thì hiện tại trên ví của tôi có 0.99 son này. Đó. Phí rút là 0.01 son. Ok chưa? Rồi. Và quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn Binance để rút cái token Son hoặc là tài khoản bên sàn FTX thì quý vị hãy lấy cái mã đăng ký mà tôi để bên dưới video này. Khi quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được miễn giảm 20% phí giao dịch trên các sàn này. Rồi, tôi xin kết thúc video tại đây.